Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên Youtube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi một bộ truyện mới trên kênh của Vân có nhan đề siêu cấp đại phản phái. Bộ truyện này thuộc thể loại đô thị, hệ thống, xuyên không, phản xáo lộ. Và Vân xin phép giới thiệu một chút về bộ truyện này như sau. Ngày hai chữ phản phái, hẳn là bạn sẽ nghĩ tới ma tu tàn nhẫn khát máu như cổ Nguyệt Phương Nguyên trong cổ chân nhân. Nhưng mà không phải như vậy đâu. Bộ siêu cấp đại phản phái này không có men tàn nhẫn độc ác. Chỉ là hắn đi theo con đường phản xáo lộ vì xuyên không nhầm vai phản phái mà thôi. Kiếp trước, Vương Hạo Nhiên sống đến gần 30 tuổi, vẫn chỉ là một kẻ thất bại. Đột nhiên được xuyên không đến thế giới đô thị song song, trở thành thiếu gia nhà giàu vừa đẹp trai vừa học giỏi còn chưa kịp vui mừng thì hắn đã nhận ra mình chỉ là đá kê chân trên con đường trưởng thành của nam chính nữ chính mà thôi tại sao hắn biết ư ừ? là vì hắn có một hệ thống tên là siêu cấp đại phản phái và vì bên cạnh hắn liên tục xuất hiện các loại thiếu niên nhà nghèo người bình thường không ngừng gặp được cơ duyên ngoài ra còn có đủ loại hoa khôi và mỹ nữ vạn người mê làm chất xúc tác, giúp Nam Chính thêm phần thù hằn Vương Hạo Nhiên. Thế nhưng, Vương Hạo Nhiên biết, mình phải tranh đấu với số mệnh nếu không muốn tử ẹo chỉ sau 100 chương. Hắn bắt đầu kiếp sống của một đại phản phái thông minh khéo léo, không chỉ hóa giải hiểu nhầm của nữ chính, mà còn phải từng bước một hạ thấp điểm hào quang trên người của Nam Chính, gia tăng hào quang phản phái cho mình. Hệ thống của Hạo Nhiên không có bao nhiêu quyền lực, chủ yếu chỉ có tác dụng thống kê số liệu và trao đổi vật phẩm trong thương thành bằng điểm phản phái. Thế nên, Hạo Nhiên phải tự mình trưởng thành, dùng trí thông minh khéo léo, dùng các loại mưu kế và công tâm kế để đánh bại đám khí vận chi tử kia, cướp đi các nữ nhân của bọn hắn. Chuyện này cũng thuộc hàng có logic và liên tục vã mặt các tình tiết y y máu chó thường thấy trong các truyện đô thị nên được gọi là phản xáo lộ. Các nhân vật không bị nhược trí như những bộ đô thị khác nên không có gây nhàm chán. Tính cách của nhân vật chính Hạo Nhiên là một người quả quyết, cơ trí, đủ tàn nhẫn nhưng mà không có tàn ác, càng không có thánh mẫu nhân từ với kẻ địch. Bộ truyện này được đánh giá là một bộ đô thị tu tiên phản xáo lộ kinh điển nhất. Và không để các bạn phải đợi lâu, chúng ta bắt đầu vào tập 1 của bộ truyện này nha. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Một chiếc Rolls Royce Cullinan dừng trước cửa trường học. Tài xế cung kính mở cửa xe ra. Ngay sau đó, một thiếu niên bước ra từ trong xe. Thiếu niên này khoảng độ 18 tuổi, thân hình rắn rỏi, vẻ ngoài anh Tuấn, xung quanh có không ít nữ sinh đi tới nhìn thấy gần như từng người đều cực kỳ vui vẻ không nhịn được muốn tới gần chỉ là sắc mặt âm trầm của thiếu niên này khiến người ta có cảm giác người lạ chớ tới gần thiếu niên tên là vương hạo nhiên hiện nay hắn đang rất không vui dù sao thì loại chuyện này xảy ra tại trên người bất kỳ ai thì tâm tình cũng sẽ không tốt hắn là một người xuyên việt Trước khi xuyên qua, hắn chỉ là cô nhi, vật lộn trong thành phố lớn. Tuy gần 30 tuổi nhưng vẫn thuận theo tự nhiên, không có chí tiến thủ, ngay cả một nữ sinh cũng không theo đuổi được, là một kẻ thất bại từ đầu cho tới cuối. Dường như những thứ xui xẻo nhất cuộc đời đều xảy ra trên người hắn. Sau khi xuyên việt, hắn thành một phú nhị đại, gia thế tốt, lớn lên đẹp trai, học hành giỏi giang, mỗi ngày đi học đều có cu ly đưa đón. Tiền tiêu vặt nhiều tới độ dùng mãi mà không hết. Lúc đầu gặp được chuyện như vậy, dù cho nằm mơ, hắn cũng sẽ cười cho tỉnh. Trên thực tế, trong mấy ngày mới xuyên việc đến đây, hắn cảm thấy rất là thoải mái, nằm mơ cũng đang cười. Dù sao thì kiếp trước, hắn sống bết bát như vậy. Sau khi xuyên việc, lại có được điều kiện cuộc sống tốt tới như thế, đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy thoải mái nhưng mà rất nhanh hắn đã phát hiện mọi chuyện không có đơn giản như vậy gần đây học sinh kém trong lớp lại có thành tích học tập vượt bậc đồng thời còn chợt thân thiết với lớp phó học tập vốn là giáo hoa phải biết rằng trong mắt mọi người vương hạo nhiên và giáo hoa mới là một cặp trời sinh mặc dù giáo hoa cũng không thừa nhận điều này thấy học sinh kém nhất lớp lại thân thiết cùng giáo hoa. Đám tiểu đệ tay sai lại không có nhìn được muốn nịnh bợ. Vì vậy hôm qua, bọn hắn gọi học sinh kém kia đến trong góc, muốn dạy cho hắn một bài học nhớ đời. Ba đánh một, không chột cũng què. Nhìn kiểu nào cũng thấy nghiền ép. Nhưng kết quả lại là ba tiểu đệ bị đánh cho một trận. Kiếp trước, Vương Hạo Nhiên đọc nhiều văn học mạng nhìn thế nào cũng cảm thấy tình tiết này rất là quen thuộc đây chẳng phải là kịch bản phế vật xoay mình chiếm được giáo hoa trong tiểu thuyết đô thị hay sao mà thân thế bối cảnh và điều kiện của mình hoàn toàn phù hợp với vai phú nhị đại phản phái sau khi xuất hiện ý nghĩ này vương hạ nhiên không cứ nhịn cười được cảm thấy rất có thể mình đã cả nghĩ quá rồi nhưng vào lúc này hệ thống lại xuất hiện tên của hệ thống gọi là hệ thống siêu cấp đại phản phái. Thông qua hệ thống, hắn biết được, mình xuyên tới một thế giới song song, được tạo dựng từ tiểu thuyết sản văn đô thị. Không thể nghi ngờ, thân phận của hắn là một phú nhị đại phản phái, là người công cụ bị nhân vật chính đánh mặt. Trong nội dung chính tuyến, hắn không ngừng đối đầu với nhân vật chính, lại từng bước một thất bại Đại khái hắn không sống quá 100 chương đã bị nhân vật chính làm cho nhà tan cửa nát. Gia sản bị nhân vật chính chiếm mất mà giáo hoa mình yêu thích cũng thuộc về nhân vật chính. Mẹ nói chứ, xuyên qua thành cái gì cũng được. Sao cứ nhất định phải để ta xuyên thành phản phái? Ngay cả 100 chương cũng không sống nổi. Chơi ta có đúng không? Vương Hạng Nhiên thầm chửi bậy phát tiết cảm xúc. Thế nhưng đây là sự thật đã được định sẵn, hắn cũng biết mình không thể nào thay đổi được. Tất nhiên, điều này cũng không đại biểu cho việc hắn sẽ chấp nhận số phận. Từ những sự kiện diễn ra gần đây có thể thấy, rõ ràng nội dung tiểu thuyết chỉ vừa mới bắt đầu. Nhân vật chính vừa mới bắt đầu trưởng thành, còn chưa thể nào đối đầu trực diện với mình được. Tài nguyên mình có được nhiều hơn nhân vật chính quá nhiều, chỉ cần lợi dụng những thứ này cộng thêm bản thân có đề phòng kẻ phản diện như mình đây cũng không phải không cách nào nghịch tập lão đại trong lúc hắn đang suy tư một nam sinh đội mũ từ phía sau đi tới dưới mũ thấp thoáng có thể thấy trên mặt hắn ta có vết bầm tím hiển nhiên là đã bị đánh đây là một trong ba tiểu đệ bên cạnh vương hạo nhiên gọi là phạm kiếm hai tên khác một tên phạm thông một tên tần thọ sinh nghe cẩn thận một chút đây là mấy cái tên quái quỷ gì đây phạm kiếm phạm tiện nghĩ là không tự trọng phạm thông phạm dũng nghĩ là đồ ăn hại tần thọ sinh cầm thú sinh hiển nhiên ba người này thuộc phe phản phái hiển nhiên đây là tên do tác giả ba lắc bà sàm cố ý thiết kế ra phạm kiếm cảm thấy xấu hổ sợ va chạm với ánh mắt dò xét của Vương Hạo Nhiên. Hoàn toàn chính xác, quả thật là rất mất mặt. Ba đánh một cũng không có đánh lại người ta. Phạm Kiếm bị nhìn chăm chăm một hồi, rốt cuộc cũng không nhìn được, mà chủ động thừa nhận sai lầm. Lão đại, người muốn đánh phải không? Tùy ngươi, là chúng ta khiến người mất thể diện rồi. Tại sao chỉ có một mình ngươi, hai tên khác đâu rồi? Vương Hạo Nhiên không trách cứ, chỉ hỏi thăm bởi vì hắn biết Hắn có trách cũng là vô dụng Người ta có hào quang của nhân vật chính hộ thân Nào có dễ dàng Bị ba người tôn tép như các ngươi đánh một trận như vậy Phạm Kim thấy Vương Hạo Nhiên không trách cứ Lại nhẹ nhàng thở ra Hấp tấp đến gần một chút Rồi cười toe toét nói Dạ lão đại Ta chạy trốn nhanh hơn Nên bị đánh ít hơn một chút Bọn hắn chạy chậm hơn cho nên bị đánh thê thảm Nửa bên mặt đều sưng đến biến dạng đoán chừng phải tốn rất nhiều ngày mới tiêu sưng được. Vương Hạo Nhiên thấy biểu hiện của đối phương không khỏi cảm thấy không còn gì để mà nói. Tên tác giả ngu ngốc này phối cho mình loại tiểu đệ nào mà náo tàn như vậy chứ. Chạy nhanh, ít chịu đánh, vậy mà còn dương dương đắc ý muốn khoe khoang. Sao nào, còn muốn lão tử khen ngợi ngươi hay sao? Nếu ngươi còn cười thêm một chút, ta liền tác lên mặt ngươi. Vương Hạo Nhiên không thể chịu được nụ cười ngây ngô của tên tiểu đệ bại não này, bèn trách mắng một tiếng. Lão đại, đừng đừng, tôi sai, tôi sai rồi, tôi không có cười nữa. Phạm Kiếm tranh thủ thừa nhận sai lầm. Lão đại an tâm, món nợ này tôi nhất định sẽ đòi. Tôi không tin, tên kia có ba đầu sáu tay, hôm nay tôi sẽ gọi mười huynh đệ tới. Tỉnh lại đi, đồ vô dụng. Vương Hạo Nhiên lắc đầu, hiện nay đã đả thảo kinh xa, nhân vật chính đã có đề phòng, tăng thêm tác dụng của hào quang nhân vật chính. Cho dù có gọi thêm người đi qua, cũng sẽ bị nhân vật chính đánh cho thê thảm mà thôi. Lùi một bước mà nói, cho dù nhân vật chính không đánh được, nhưng chắc chắn hắn ta vẫn có thể thoải mái chạy thoát. Đây vốn là việc vô nghĩa. Vô dụng? Vậy lão đại à, tôi gọi 20 người nha. Sao ngươi lại nói nhảm nhiều như vậy Ta đã nói là vô dụng rồi ừ, Sao có thể như vậy được Vậy tôi gọi 30 người Cứ gọi con mẹ nhà ngươi là được rồi Vương Hạ Nhiên không nhịn được Sổ một câu thô tục Gọi mẹ ta Lão đại cái này không có được đâu Dựa vào thể cốt yêu ớt của mẹ ta Làm sao có thể đánh người khác được Phạm Kiếm bày ra nét mặt đau khổ Vương Hạo Nhiên dai dai huyệt thái dương đây là loại tiểu đệ bài não gì chứ Cô nén xúc động muốn đánh người Hắn cố gắng khiến mình bình tĩnh lại Sau này không cần làm chuyện kiểu như vậy nữa À lão đại Tên kia đang cua đại tẩu Hắn ta thì tính là cái thá gì Chúng ta không thể nào nhìn nổi Phạm Kim nói Ta hỏi người Ta đẹp trai hay là tên kia đẹp trai Vương Hạo Nhiên hỏi vặn lại tên tiểu đệ Đương nhiên, lão đại đẹp trai. Tên kia thì tính là gì, cùng lắm, cũng chỉ có thể là ngũ quan nghiêm chỉnh mà thôi. Phạm Kiếm không chút do dự trả lời. Hắn trả lời như vậy không phải chỉ vì muốn nịnh hót, bởi vì đây là sự thật. Vậy gia thế của ta tốt hơn, hay là tên kia tốt hơn? Vương Hạo Nhiên tiếp tục hỏi. Nhà lão đại có tài sản mấy trăm triệu, tiểu tử, tử kia gia cảnh phổ thông, vốn không thể nào so sánh, Vậy ta có thành tích tốt hơn hay là tên kia có thành tích tốt hơn? Lão đại có thành tích tóc 10 toàn trường, học sinh giỏi chính hiệu, tử tử kia đếm ngược vốn là một kẻ dốt nát. Vậy chẳng phải là xong rồi sao? Ta có điều kiện tốt như vậy, chẳng lẽ còn thua một tên nghèo ngu dốt. Cần các ngươi quan tâm tới mấy chuyện linh tinh như vậy ư? Lão đại, tôi hiểu rồi, là chúng tôi uổng công vô ích không có lão đại dặn dò chúng tôi sẽ không nhiều chuyện nữa tên kia vốn không có xứng để so sánh cùng với người rốt cuộc phạm kiếm cũng hiểu rõ vương hào nhiên gật đầu nhìn tên tiểu đệ bài não như đang nhìn một kẻ ngu ngốc bỗng nhiên trong đầu hắn xuất hiện tin nhắn nhắc nhở của hệ thống dẫn dắt tiểu đệ hành động thoáng thay đổi hướng đi của tình tiết thu được điểm phản phái một trăm đột nhiên xuất hiện động tĩnh làm cho Vương Hạo Nhiên kinh ngạc trong chốc lát. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đạt được hệ thống siêu cấp đại phản phái. Tin tức này mới xuất hiện lần đầu tiên. Đồng thời trong đầu hắn còn có thêm một cái bản. Hắn liền mở bản ra xem xét. Ký chủ Vương Hạo Nhiên Điểm chiến lực 89 Điểm mỹ lực 198 Số liệu hàng hai trở lên Nam tự trưởng thành đều có giá trị trung bình là 100 Hào quang phản phái 99 Điểm phản phái 100 Kỹ năng 0 Các giải thông tin này đương nhiên là số liệu thuộc tính của Vương Hạo Nhiên Gia cảnh của Vương Hạo Nhiên xuất chúng Mỗi lần đi học đều có xe đưa đón Cơ bản là không hề tập luyện gì Điểm chiến lực thấp hơn trình độ trung bình cũng là bình thường Điểm bị lực ở hạng nhất Gần gấp đôi số điểm trung bình Điều này cũng là lẽ đương nhiên dáng dấp đẹp trai Học giỏi con ông cháu cha. Trong trường học được công nhận là nhân vật nổi tiếng, có rất nhiều nữ sinh thầm mến. Hệ thống, hào quang phản phái là sao? Chính chính điểm là nhiều hay ít? Vương Hạo Nhiên dùng ý niệm trao đổi cùng với hệ thống. Chào Túc Chủ, hào quang phản phái là điểm đặc biệt của ngài. Có chỗ giống với nhân vật chính. Đơn giản mà nói, thì như hào quang nhân vật chính Điểm hào quang nhân vật chính sẽ không thấp hơn 300 Chính chính điểm này của kỹ chủ tương đối thấp Có khả năng ở ra rắm tương đối nhanh Mẹ nó chứ Vương hạng Nhiên thầm mắng một tiếng rồi hỏi tiếp Điểm hào quang phản phái kia làm thế nào mới gia tăng được Kỹ chủ chèn ép nhân vật chính thành công Cướp đoạt cơ duyên của nhân vật chính Cướp đoạt cả người nữ chính và các loại chèn ép khác đều có thể gia tăng điểm số hào quang phản phái. Cướp đoạt nữ chính sao? À, thì cái này ta thích nha. Vương Hạo Nhiên vui vẻ rồi hỏi tiếp. Vậy nếu như hào quang phản phái của ta bằng điểm với số hào quang của nhân vật chính hoặc là nhiều hơn hắn, như vậy có phải có nghĩa là ta sẽ không bị ở ra rắm hay không? Lý giải của ký chủ không hoàn toàn chính xác. Khi điểm của ngài bằng với nhân vật chính ngài sẽ là bốt đại phản phái mạnh nhất có thể kéo dài thời điểm ở ra rắm đến đại kết cục chỉ có lúc điểm của ký chủ vượt qua nhân vật chính mới sẽ không ở ra rắm nhưng cũng chỉ vẹn vẹn là không ở ra rắm mà thôi ừ, nói cách khác vẫn sẽ có kết cục thê thảm như thường chẳng qua là sẽ không chết mà thôi đúng chứ vương hạo nhiên có chút phát sầu lập tức quyết định chắc chắn rồi hỏi tiếp Vậy ta có thể chơi chết nhân vật chính hay sao? Chúc mừng ký chủ Cuối cùng có giác ngộ phản phái Điểm số của ký chủ vượt qua nhân vật chính càng nhiều Thì càng có tỷ lệ đem nhân vật chính chơi chết Như vậy ta với nhân vật chính là không đội trời chung Vương Hạng Nhiên triệt để giác ngộ Nếu vậy thì điểm phản phái dùng để làm gì? Điểm phản phái có thể dùng để rút thưởng tại siêu cấp đại phản phái thương thành hoặc là đổi vật phẩm có thể trợ giúp ký chủ chống lại nhân vật chính. Đồng thời còn có thể kiểm tra các hạng thuộc tính hoặc là tin tức về nhân vật chính, nữ chính cùng vai phụ trọng yếu. Thương thành sao? Thương thành ở chỗ nào? Mở thương thành ra cho ta." Vương Hạo Nhiên thúc giục. Siêu cấp đại phản phái Thương Thành hiện nay đang trong trạng thái bị khóa. Lúc mà điểm phản phái của ký chủ đạt tới 500 sẽ tự động mở ra. Vậy làm sao mới nhận được điểm phản phái chứ? Thay đổi hướng đi của nội dung truyện, thành công chèn ép nhân vật chính. Tất cả hành động gì mà có lợi đối với ký chủ cũng có thể thu được điểm phản phái. Sau khi hệ thống giải thích thì Vương Hạo Nhiên cũng nắm được đại khái, đồng thời trong lòng cũng dần suy nghĩ phương án đối phó nhân vật chính. Gọi điện thoại Bảo hai tên kia tới trường học đi Vương Hạo Nhiên sai bảo Phạm Kiếm Mặt mũi Phạm Kiếm tràn đầy ngạc nhiên Nhanh đi Không nên hỏi mà làm gì Vương Hạo Nhiên nói trước Để chặn đầu cắt ngang một trận nói nhảm Của tên tiểu đệ Dạ dạ Phạm Kiếm lấy điện thoại di động ra Lập tức làm theo lời Sau khi cúp máy Phạm Kiếm báo cáo Hai người Phạm Thông cùng Tần Thọ Sinh Đã bắt đầu tới trường học Vương Hạo Nhiên gật đầu Hai người đi xuyên qua con đường Hướng về phòng học Ai à, đây không phải là đại tẩu sao Buổi sáng tốt lành nha tẩu. Phạm Kiếm hướng về bên cạnh không xa Kêu điểu cán một tiếng Vương Hạo Nhiên nhìn theo mặt hắn Nhìn lại thì thấy một nữ sinh Chỉ thấy thân hình của cô cao gầy Một đầu tóc dài đen sẫm xinh đẹp Da thịt trắng như tuyết Bên trên gương mặt trái xoan nhỏ ngũ quan xinh xắn như là lấy tỷ lệ vàng phân bố. Cho dù là ăn mặc đồng phục phổ thông cũng không cách nào ngăn cản khí tức thanh xuân tươi mát kia. Nữ sinh như vậy cho dù là đặt trong đám người cũng có thể nhìn thấy bởi vì cô ấy quá nổi bật. Cô ấy là hướng mộ nhang là ủy viên học tập trong lớp của Vương Hạo Nhiên, cũng là hoa khôi được toàn bộ học viên công nhận. Tất nhiên cũng là nữ chính hoặc là chuẩn xác một chút, một trong số các nữ chính. Bởi vì dựa theo tiểu thuyết đô thị, làm sao có khả năng cho nhân vật chính lấy một nữ chính hoa khôi. Hứa mộ nhang học giỏi, trưởng thành lên cũng sẽ xinh đẹp, cùng vương hạo nhiên quả thực giống như trời sinh một cặp. Trong trường học, vốn không có nam sinh nào ưu tú như vương hạo nhiên. Nếu đặt trong hiện thực, hứa mộ nhang này chắc chắn sẽ rất thích. Nhưng tạo dựng quyển tiểu thuyết này là tác giả đều cán. Ở bên trong nội dung truyện, cưỡng ép thiết lập hướng mộ nhang đối với Vương Hạo Nhiên không có cảm giác gì, thậm chí còn có chút chán ghét. Tuy nhiên, Vương Hạo Nhiên đối với hướng mộ nhang là vô cùng thật lòng. Cô không nên ghét hắn mới đúng chứ. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì Vương Hạo Nhiên có điều kiện ưu tú như vậy, tùy tiện là có thể tán được rất nhiều cô gái nhưng Vương Hạo Nhiên hết lần này tới lần khác đều một lòng với hướng mộ nhang. Đối với những cô gái khác thì không thèm quan tâm. Sau đó, nội dung tiểu thuyết phát triển theo chiều hướng hướng mộ nhang bởi vì rất thích nhân vật chính. Đối với hắn thì tuyệt đối một lòng. Vậy là theo nhân vật chính giật dây, hướng mộ nhang thậm chí lợi dụng chuyện Vương Hạo Nhiên thích mình, giúp nhân vật chính đem Vương Hạo Nhiên hại chết. Mà lúc Vương Hạo Nhiên sắp chết, bởi vì quá yêu thương sâu sắc hứa mộ nhan nên hoàn toàn không có trách cô nội dung gốc của truyện vương hạo nhiên thật là đáng thương <laughs> do tên tác giả ngu ngốc bức mới có kết quả bi kịch như vậy xảy ra trên người ta trong lòng vương hạo nhiên thầm mắng một tiếng lập tức bắt đầu chỉnh đốn suy nghĩ hiện nay vẫn là nội dung ban đầu hứa mộ nhang đối với nhân vật chính cũng chỉ đối đãi như đồng học phổ thông mà thôi mà đối với mình chỉ là có chút chán ghét nhẹ nhàng cùng mâu thuẫn. Quả nhiên, hứa mộ nhang nghe được phạm kiếm trêu chọc, gọi mình là đại tẩu, liền tức giận, lại có chút lúng túng. Khuôn mặt trắng như tuyết đều đỏ lên mấy phần. Một ít học sinh xung quanh đi ngang qua nghe được động tĩnh này, đem ánh mắt hiếu kỳ nhìn sang. Lát sau đã đến một đàn học sinh, còn đang thấp giọng thì thầm, cũng không biết đang nghị luận gì về mình. Hướng mộ nhang biết Dựng tiểu đệ kia của Vương Hạo Nhiên Thường xuyên ở trên lớp Dùng danh xưng đại tẩu để gọi mình Khiến cho cô vô cùng phiền phức Hiện nay đang trong sân trường Ở trước mặt cô là to đại tẩu như vậy Người trong lớp đều biết Mình cùng Vương Hạo Nhiên không phải là quan hệ đó Danh xưng đại tẩu kia Mọi người biết nhưng vẫn trêu chọc Dù người lớp khác thì không biết như vậy Cũng không biết Người khác sau lưng mình sẽ nghị luận ra sao phạm kiếm không nên nói lời bậy bạ tôi không có gì với vương hào nhiên đừng gọi tôi là đại tẩu Hướng mộ nhang đỏ mặt muốn sửa đổi xưng hô thế này một chút đây chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi dù sao cô khẳng định là phu nhân của lão đại tôi nhanh đi theo lão đại của chúng tôi đi phạm kiếm cười toe toét cái gì tôi là phu nhân của lão đại anh sao anh đừng có nói nhảm nha sau này không cho phép gọi tôi là đại tẩu hứa mộ nhang giậm chân đại tẩu đại tẩu đại tẩu ạ à? hứa mộ nhang không cho gọi phạm kiếm càng muốn gọi hơn nữa càng gọi càng lớn âm thanh càng lớn càng dẫn tới nhiều người xem náo nhiệt cho đến khi hứa mộ nhang tức giận đến đỏ hai tay ngậm miệng đi vương hạo nhiên quát bảo ngưng một chút phạm kiếm nháy mắt liền dừng sau đó vương hạo nhiên đến gần hứa mộ nhang một chút đến trước mặt cô khoảng một mét thì dừng Cậu ta muốn làm gì? Là muốn hôn mình trước công chúng hay sao? Hay là càng quá phận hơn trực tiếp muốn hôn mình? Hứa mộ nhang có một cổ dự cảm không lành, không kìm nổi lùi về sau một bước, muốn thoát khỏi nơi đây. Nhưng Phạm Kiếm lại ngăn cản đường đi của cô. Tuy nhiên hứa mộ nhang đã hạ quyết tâm, cô muốn liều mạng phản kháng. mau xin lỗi đi. Vương Hạo Nhiên nhẹ nhàng nói Có nghe hay không? Mau xin lỗi đi Tuy Phạm Kiếm không hiểu là tại sao lão đại muốn hướng mộ nhang xin lỗi Nhưng thân là tiểu đệ Hắn liền hiểu rồi Như là dương nanh mua vuốt Nhìn về hướng mộ nhang nhấn mạnh một lần Chỉ là lời này vừa ra Đầu Phạm Kiếm liền bị vỗ cho một cái Lão đại Sao lại đánh ta Đầu óc của hắn mơ hồ Ta kêu xin lỗi hướng mộ nhang còn có sau này không nên gọi cô ấy là đại tổ Vương Hạo Nhiên nói ấy, à cái gì mà a à, mau, đi xin lỗi đi Phạm Kiếm thành thật hướng về hướng mộ nhang cúi đầu Thật xin lỗi bạn học hướng mộ nhang là tôi sai rồi Sau này sẽ không tiếp tục kêu loạn nữa Vương Hạo Nhiên nhìn về hướng mộ nhang đang kinh ngạc Danh xưng đại tổ này đều do bọn hắn nguồn ào trêu chọc mà thôi Không liên quan gì đến tôi sau này tôi sẽ không để cho bọn hắn gọi cô như vậy đâu. Ai dám gọi thì tôi lập tức đập nát miệng của hắn ta. Còn về những lời đồn kia nói tôi thích cô, nhất định phải theo đuổi cô cho bằng được. Cái này tôi phải làm rõ một chút. Đều là giả mà thôi. Hiện tại đã là năm cuối của cấp 3 rồi, học tập quan trọng hơn, yêu đương cái gì chứ. Tôi thật tạm thời không có ý nghĩ gì. Cô cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Được rồi, cứ như vậy đi. Nói rồi, Vương Hạo Nhiên cũng không quay đầu, đi đến phía phòng học, để lại hướng mộ nhang đang ngốc trệ tại chỗ. Đinh Hệ thống thông báo Thay đổi cảm nhận của hướng mộ nhang, một trong các nữ chính đối với ký chủ, độ thiện cảm tăng lên 20, độ thiện cảm trước mắt là 10. Ký chủ ảnh hưởng hướng đi gốc của nội dung truyện, thu được 200 điểm phản phái. Vương Hạo Nhiên vừa đi đến cửa phòng học liền nghe được tin tức hệ thống nhắc nhở đối với điều này hắn vẫn chưa cảm thấy ngạc nhiên nguyên nhân mà trước đây hứa mộ nhang có chút chán ghét hắn là bởi vì những cái chuyện xấu kia thêm nữa là các tên tiểu đệ của hắn còn lấy chuyện này ra trêu chọc cô xưng hô cô là đại tẩu thử nghĩ một chút mà xem người ta là một tiểu cô nương chưa yêu đương qua bao giờ da mặt chắc chắn rất là mỏng cô một lòng muốn chuyên tâm học tập tất nhiên sẽ cảm thấy rất quấy nhiễu. Tạm thời bản thân Vương Hạo Nhiên còn chưa làm chuyện gì quá phận đối với hướng mộ nhang. Lúc Vương Hạo Nhiên đem mọi chuyện nói rõ, đồng thời cảnh cáo tiểu đệ sau này không nên tùy tiện gọi bầy bạ. Hướng mộ nhang tự nhiên là sẽ không ghét oan Vương Hạo Nhiên. 10 điểm độ thiền cảm Hệ thống đánh giá là người quen. Độ thiện cảm xem như bình thường trong đám bạn học quan hệ trước mắt của hướng mộ nhang và vương hạo nhiên đã vào cùng điểm xuất phát với nhân vật chính ngoại trừ độ thiện cảm gia tăng còn thu được điểm phản phái vương hạo nhiên kiểm tra một hồi bản thuộc tính trước mắt của chính mình kỹ chủ vương hạo nhiên điểm chiến lực tám mươi chín điểm mị lực một trăm chín mươi tám hào quang phản phái chín mươi chín điểm phản phái ba trăm kỹ năng không ồ Điểm phản phái có 300, mà đủ 200 điểm đã có thể mở ra thương trường hệ thống, cũng không biết có thứ đồ vật gì, nếu như nó có khả năng gia tăng chiến lực của mình thì càng tốt. Vương Hạo Nhiên âm thầm chờ mong. Dựa theo sự nghiền ép của nhân vật chính, điểm chiến lực khẳng định là vượt xa điểm bình quân kia, hơn nữa nội dung truyện càng về sau thì sức chiến đấu của nhân vật chính khẳng định càng cao, mà Vương Hạo Nhiên trước mắt còn chưa đạt tới điểm 100 bình quân nếu như chính diện đơn đấu sẽ không phải là đối thủ của người ta lúc mà vương hạo nhiên âm thầm nghĩ như vậy thì bỗng nhiên cảm giác một đôi mắt trong phòng học đang dò xét chính mình sâu trong ánh mắt kia lộ ra một ít cừu hận chủ nhân của ánh mắt này là nhân vật chính tên là sở bạch cái tên nghe thôi đã không đơn giản rồi hơn phân nữa đã có hào quang của nhân vật chính vì sao lại như vậy bởi vì trong tiểu thuyết nhân vật chính đều mang tứ đại họ diệp lâm tiêu sở đây chính là họ xếp hàng thứ tư ánh mắt sở bạch nhìn mình còn để lộ ra hận ý vương hạo nhiên cũng có thể đoán được nguyên nhân bên trong phạm kiếm phạm thông cùng tần thọ sinh ba người hôm qua tan học lại chặn đường đánh sở bạch sở bạch tưởng rằng do vương hạo nhiên chỉ đạo nhưng mà trên thực tế đây là do ba tên kia tự quyết Nhưng mà Vương Hạo Nhiên chẳng muốn giải thích Điều này là không cần thiết Hắn là phản phái Trời sinh đã cùng nhân vật chính đối lập nhau rồi Hệ thống cho ta kiểm tra các số liệu thuộc tính của sở bạch một chút Vương Hạo Nhiên phát ra chỉ thị Kiểm tra cần tiêu hao 100 điểm phản phái Phải chăng kiểm tra Được Vương Hạo Nhiên dựa theo hệ thống mà hiểu được một ít tin tức về nội dung của góc truyện, nhưng mà những tin tức này cực kỳ mơ hồ, chỉ có chút ít. Nhưng mà phản phái lúc nào cũng có kết cục bi thảm, hắn hiểu được mình sẽ thảm ra sao, nhân vật chính là hạnh phúc biết bao nhiêu. Sau khi tiêu hao điểm phản phái, bản thuộc tính của Sở Bạch liền hiện ra. Nhân vật chính, Sở Bạch, điểm chiến lực 155, điểm mỹ lực 100 hào quang nhân vật chính 357, kỹ năng thấu thị. À, thì ra nhân vật chính có dị năng thấu thị. Lúc đầu Vương Hạo Nhiên còn đau lòng 100 điểm phản phái, nhưng mà khi đạt được tin tức quan trọng này, lập tức cảm thấy đáng giá, bởi vì có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đã biết thế mạnh của Sở Bạch, sau này đối phó hắn sẽ đơn giản hơn một chút. Điểm mị lực chỉ có 100. Vừa vặn đạt tới điểm trung bình Cũng giống như một người qua đường Gia hỏa này trong nội dung truyện cu được rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp Quả là không có đạo lý Mà điểm mị lực của mình là 198 Ngay cả một cô gái còn không có Quá đáng thật sự luôn 155 điểm chiến lực Ngược lại rất là xuất chúng Nhiều hơn nữa so với điểm trung bình Trong nội dung gốc của truyện Dựa vào điểm chiến lực xuất chúng mà sở bạch từng có nhiều tình huống anh hùng cứu mỹ nhân tranh thủ lấy được trái tim của các cô gái xinh đẹp nhưng mà vương hạo nhiên thật sự muốn chửi bậy một chút hiện nay là xã hội hòa bình nào có nhiều lưu manh như vậy lại còn bị sở bạch gặp được hơn nữa còn chưa tính cứu mỹ nhân thành công những cô gái kia còn vì vậy mà thích sở bạch chuyện này quá không hợp lý ở xã hội kinh tế này dẫn dắt đẹp trai cùng có tiền mới là vương đạo chứ. Một tên chỉ biết đánh nhau, một lần làm anh hùng cứu mỹ nhân liền để cho thiếu nữ phải cảm mến. Mà ta là một công tử giàu có, là cái điểm bị lực cao ngất ngưỡng, lại bị nữ chính chán ghét. Dựa vào cái gì chứ? Hệ thống, ta dùng tiền trực tiếp tìm người chơi chết sở bạch. Tỷ lệ thành công cao hay thấp? Vương Hạo Nhiên quyết tâm trực tiếp nói ra dự định điểm hào quang của nhân vật chính của đối phương tương đối cao. Lấy điểm hào quang phản phái trước mắt của ký chủ, thì tỷ lệ thành công gần như là con số 0. Mẹ kiếp, ta liền biết là sẽ như vậy mà. Nội tâm của Vương Hạo Nhiên chửi bậy, hắn hết sức không phục, vì vậy nói. Tỷ lệ thành công là gần bằng không vậy vẫn còn tỷ lệ rất nhỏ. Ta thử một chút cũng có thể chứ. Không khuyến cáo ký chủ tiến hành loại hành động này hào quang nhân vật chính hộ thân. Lúc mà lâm vào nguy cơ to lớn nhất, tất nhiên sẽ phát động cơ duyên. Nhân vật chính chẳng những sẽ giải quyết được nguy cơ, mà còn thay đổi càng cường đại. Điều này đối với ký chủ cực kỳ bất lợi. Hào quang nhân vật chính cũng quá là bá đạo đi. Vương Hạo Nhiên cực kỳ phiền muộn. Kỹ chủ không nên ủy oải. Ngài có thể thông qua cướp đoạt cơ duyên nhân vật chính và cướp đoạt nữ chính các loại phương thức khác không ngừng làm suy yếu hào quang nhân vật chính. Sau khi hào quang phản phái tăng lên, lại lần nữa tiến hành loại thao tác này. Sắp tới chỉ có thể từng bước một đặt cơ duyên và gái tới tay thôi, làm vỡ nát hào quang nhân vật chính của đối phương. Nếu không làm như vậy, ta cũng chỉ có là một con đường chết. Vương Hạo Nhiên kiên định vào ý nghĩ của mình. Lúc mà Vương Hạo Nhiên cùng hệ thống trao đổi thì hướng mộ nhang cũng đi tới phòng học. Sở bạch kia lập tức dời ánh mắt khỏi vương hạo nhiên, cười to đi chậm qua phía hướng mộ nhang. Sở bạch kia không biết làm thế nào mà đem tóc dài cạo thành tóc ngắn chỉ có nửa tấc. Kiểu tóc này thật không hợp với hắn, sẽ đem đủ loại khiêm khuyết trên mặt hiện ra. Nói sở bạch như một người đi đường thật không sai. Hắn cứ như vậy mà cười to, nhìn thật là xấu. Nhưng mà nhìn hắn cười tới rạng rỡ như vậy, trước mặt lại không có kính không ý thức được khuôn mặt mình bây giờ ra sao bạn học hứa cậu tới đây hiện tại còn chưa vào lớp tôi có nhiều vấn đề trên học tập muốn thỉnh giáo cậu một chút có rảnh hay không sở bạch hướng về hướng mộ nhang cười nói có thân là ủy viên học tập đồng thời hướng mộ nhang có nội tâm hiền lành ở trên lớp bạn học muốn hỏi cô về học tập thì tất nhiên cô sẽ không cự tuyệt Đến đây, chỗ ngồi của cậu ở bên kia Tôi giúp cậu cầm túi sách Sở bạch hết sức nhiệt tình ừ, Không cần đâu Hướng Mộ nhang lắc đầu Nếu cậu không cho tôi học bù Thì thành tích học tập của tôi Cũng không có khả năng xếp hàng trước 10 đâu Một chút đến lớp bơi Tôi giúp cậu làm chút ít chuyện Có qua có lại ừ, Chủ yếu là do cậu cực kỳ thông minh Lời tôi nói đều là những thứ cơ bản Trong lời giảng của giáo viên Nếu như cậu nghiêm túc nghe thành tích nhất định sẽ rất là tốt. Không không, chủ yếu là do bạn học hứa thật xinh đẹp. Cậu nói gì tôi cũng có thể hiểu. Hứa mộ nhang được khen như vậy, không khỏi có chút thẹn thùng. Sở bạch thừa cơ thò tay cầm túi sách của hứa mộ nhang. Lúc hắn cầm túi sách còn làm bộ vô ý, mò một chút tay của hứa mộ nhang, nhưng mà không thể đạt được. Vương Hạo Nhiên nhìn một màn này không kìm nổi cảm thán, Không thể không nói, lúc tuổi tác tương đối non nớt nam sinh mặc dày theo đuổi nữ sinh thời gian dài thật sự là có trợ giúp rất lớn sở bạch này y hệt như vậy vương hạo nhiên biết thành tích học của sở bạch đột nhiên tăng mạnh tất cả là bởi vì có thấu thị lần kiểm tra trước hoàn toàn là dựa vào gian lận mà thôi quân lấy hứa mộ nhang đòi học bù đơn giản chỉ là muốn cua cô mà thôi vương hạo nhiên hiểu những điều này tất nhiên không có khả năng nhắm mắt làm ngơ. Lúc sở bạch vừa định cùng hướng mộ nhang cùng ngồi vào bàn, Vương Hạo Nhiên cầm một cái bài tập từ trước đi tới trực tiếp hỏi. Hướng mộ nhang, hôm qua thầy giáo giao một bài tập toán. Cô làm chưa? Làm rồi, nhưng không biết là đáp án của tôi có đúng không? Hướng mộ nhang không còn chán ghét Vương Hạo Nhiên. Đối với vấn đề học tập tất nhiên là vui vẻ trả lời. Tôi cũng làm ra được một đáp án Nhưng không biết có đúng hay không So sánh thảo luận một chút được chứ Ừ được Hướng mộ nhang lập tức gật đầu Bạn học hứa là tôi tới trước Sở bạch ngăn Có rất nhiều thời gian mà Cậu chờ chút nha Hướng mộ nhang muốn thảo luận đề toán Cùng vương hạo nhiên trước Bài toán này thật sự rất khó Kiến thức siêu việt toán học cao trung Đối với học bá rõ ràng vô cùng có tính khiêu chiến toàn bộ trong lớp đáng chừng chỉ có vương hạo nhiên cùng hướng mộ nhang sẽ đi làm đề toán này sau giờ học vương hạo nhiên đưa ra ý kiến muốn thảo luận một chút hướng mộ nhang tất nhiên là vui lòng tột độ sở bạch đần độn đứng một bên đối với những thứ mà vương hạo nhiên cùng hướng mộ nhang thảo luận hắn như là nghe thiên thư không hiểu gì vương hạo nhiên cùng hướng mộ nhang thảo luận một bên lườm sở bạch sắc mặt hắn căng cứng trong lòng của vương hạo nhiên không khỏi cười thầm Muốn tìm tiếng nói chung cùng chủ đề Mình cùng học bá hứa mộ nhang Có điểm chung rất nhiều Nhìn như là một đôi trai tài gái sắc Liên tiếp giáp ánh mắt nhau Vừa nói vừa cười Ở gần thì hiểu bọn họ trao đổi Vấn đề học tập Ở xa thấy không rõ lắm Nhiều người còn tưởng rằng Hai người đang nói chuyện yêu đương Vương Hạng Nhiên cố ý đem chủ đề Thảo luận học tập kéo dài Hứa mộ nhang đắm chìm trong đó Trong nhất thời xem nhẹ sự tồn tại Của sở bạch lập tức vang lên âm thanh phá vỡ sự náo nhiệt. Vương Hạo Nhiên, cậu là cố tình chạy tới thảo luận cùng bạn học hứa, căn bản là có dụng ý khác. Thảo luận vấn đề học tập là giả, mục đích thật sự là muốn tiếp cận bạn học hứa, muốn thực hiện mưu đồ bất chính với bạn học hứa, cậu chính là một tên ngụy quân tử. Sở bạch thật sự không có nhịn được dùng lời nói quá to trực tiếp cắt ngang thảo luận của hai người. Nghe nói như vậy, Vương Hạo Nhiên trực tiếp cười, Tên này mượn cớ học bù, tranh thủ cơ hội, muốn cua lấy hứa mộ nhang. Hắn xem thế là lẽ đương nhiên. Ta bắt chút một chút thì lại không được. Mẹ nó có còn để cho người khác sống hay không đây? Sở bà đa, cậu hiểu nhầm Vương Hạo Nhiên rồi. Hứa mộ nhang nhíu mày. Bởi vì lúc trước Vương Hạo Nhiên đã nói qua rõ ràng là muốn chuyên tâm học tập. Đối với cô không có loại ý nghĩ kia hơn nữa còn cảnh cáo tiểu đệ không nên nói bậy bạ. Hứa mộ nhang hiền lành, đơn thuần, đương nhiên là lựa chọn tin tưởng Vương Hạo Nhiên. Tôi không có hiểu nhầm, khoảng thời gian này, cậu kèm cho tôi nên hắn ta không có nhịn được. Hôm qua gọi tiểu đệ sau khi tăng học chặn đường tôi, còn nói cậu là vật riêng của Vương Hạo Nhiên hắn. Cảnh cáo tôi cách cậu xa một chút. Sở bạch nhìn hứa mộ nhang mà nói hướng mội nhang nghe xong lập tức ngạc nhiên nhìn về vương hạo nhiên việc này không phải tôi nói rồi sao là bọn phạm kiếm tự chủ đường vương hạo nhiên giải thích đừng nói việc này không phải là hắn làm nếu như thật sự hắn làm thì hắn cũng sẽ chối hắn là nhân vật phản phái phản phái vì đạt được mục đích đều không từ thủ đoạn nói dối là chuyện bình thường như ăn cơm uống nước là đàn ông, dám làm lại không có dám nhận. Sở Bạch dùng phép khích tướng. Hắn muốn Vương Hạo Nhiên thừa nhận việc này để hướng mộ nhan cảnh giác Vương Hạo Nhiên, sau đó giữ khoảng cách đối với Vương Hạo Nhiên. "Này, lời cậu mới nói hình như còn chưa nói hết. Ba người phạm kiếm bọn họ chặn đường cậu là không sai, nhưng mà bị hành hung chính là ba người bọn họ. Cậu không hề bị thương dù một chút." Vương Hạo Nhiên đem đầu đuôi kể ra, là do tôi lợi hại được chưa? Bà tên tiểu súc sinh sao có thể là đối thủ của tôi được? Sở bạch đắc ý hừ lạnh một tiếng. Nói đến điều này hắn có chút đắc ý. Sở bạch là một học sinh kém, thường xuyên trốn tiết cùng thanh niên lêu lỏng. Phát sinh va chạm đánh nhau là chuyện thường xảy ra. Lâu ngày luyện thành một thân bản lĩnh, hơn nữa ra tay cực kỳ hung ác. Vương Hạo Nhiên vẫy tay kêu phạm kiếm đang trong phòng học tới, lấy cái mũ xuống đi để hứa mộ nhang nhìn xem cậu bị ra làm sao tuy đầu óc của phạm kiếm không dùng được sau khi nghe lời này cũng hiểu được lão đại muốn mình trước mặt hứa mộ nhang kiện sở mạch cậu ta lập tức gỡ mũ xuống bày ra mặt mũi đang sưng hút cực kỳ tội nghiệp hứa mộ nhang nhìn thấy trên mặt phạm kiếm có vết thương giờ phút này liền hiểu rõ nguyên nhân vậy là câu mày nói làm sao làm sao mà bị đánh thành như vậy rồi tôi đây là còn bị nhẹ đó phạm thông cùng tần thọ sinh bị đánh thê thảm hơn kìa chúng tôi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng là vô dụng sở bạch đuổi theo chúng tôi muốn đánh chết không có tha phạm kiếm vuốt hết vết bầm tím trên mặt vô cùng ủy khuất hắn đã sắp khóc tới nơi rồi đáng đời sở bạch lơ đảnh nói mặc dù là ba người phạm kiếm tìm cậu trước nếu cậu chỉ phòng vệ thì không sao nhưng mà phòng vệ cũng phải có mức độ chứ vương hạo nhiên nói bọn hắn không đứt tay không đứt chân thì nên cảm ơn tôi đã hạ thủ lưu tình mới đúng sở bạch nhìn việc này làm hắn chiếm lý đánh bọn phạm kiếm bị sao cũng không quá đáng hứa mộ nhan nghe xong lập tức nhíu mày không nữ sinh nào thích vũ lực tất nhiên cô cũng không có ngoại lệ sở bạch đang đắm chìm bên trong khoai ý lúc hành hung phạm kiếm nên không chú ý tới biến hóa của hướng mộ nhang. Vương Hạo Nhiên lại chú ý từng chút một, trong lòng hơi mừng thầm. Lúc này Phạm Thông và Tần Thọ Sinh cũng đã đi tới phòng học. Hai người cũng giống như Phạm Kiếm, đội mũ che khuất đầu, đi cúi đầu. Vương Hạo Nhiên muốn tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, kêu hai người không nên che giấu, đem mũ lấy xuống. Hai cái đầu heo lập tức xuất hiện trong mắt của mọi người khuôn mặt phạm thông cùng tầng thọ sinh đều bị sưng phù giống như là bị người ta đánh vô số bạc tai vào làn da mặt non nớt hình ảnh kia làm cho người khác khiếp sợ hướng mộ nhang giật nảy mình không dám nhìn tiếp làm sao bị đánh tới đồng nổi này người này ra tay cũng quá là hung ác vương hạo nhiên trông thấy cũng kinh ngạc một hồi lâu sau đó mới nói với những người xung quanh theo tôi thấy thì việc này cả hai bên đều có phần sai tôi nghĩ nên làm thế này sở bạch xin lỗi ba người phạm kiếm về phần tiền thuốc men thì để tôi trả cũng được việc này cứ tính như vậy đi mọi người thấy ra sao được được không thành vấn đề tôi đồng ý lão đại đã mở miệng phạm kiếm phạm thông cùng tần thọ sinh đương nhiên là phù hoại theo việc này có thể giải quyết trong êm đẹp là tốt nhất hứa mộ nhang nghe xong cũng gật đầu đồng ý nhưng nhân vật chính sẽ dễ dàng xin lỗi nhân vật phản phái hay sao tất nhiên là không có khả năng nếu như nói xin lỗi rồi hắn còn là nhân vật chính hay sao quả nhiên sở mạnh hết sức kiên cường đáp tôi mà đi xin lỗi ba tên này sao điều đó không có khả năng sở bà đà chỉ nói một câu xin lỗi mà thôi hứa mộ nhang thuyết phục rõ ràng là lỗi của bọn hắn tại sao tôi phải xin lỗi thật là buồn cười Đại bộ phận nhân vật chính đều là nam nhân mạnh mẽ, căn bản không nghe thuyết phục, sở bạch cũng như vậy. Ai khuyên cũng vô dụng thôi, ngay cả lời nói của hứa mộ nhang cũng như thế. Đinh đòn Kỹ chủ phá hoại quan hệ của nhân vật chính sở bạch cùng một trong các nữ chính hứa mộ nhang, ảnh hưởng đến hướng đi của nội dung truyện, thu được 200 điểm phản phái. Điểm thiện cảm của nữ chính hứa mộ nhang với sở bạch, trừ 10. Độ thiện cảm trước mắt của hai bên là không, mỗi người một ngã, Hào quang của nhân vật chính sở bạch trừ 20 Hào quang phản phái của ký chủ cộng 20 Wow, thật là có hiệu quả Nghe được tin tức nhắc nhở của hệ thống Vương Hạo Nhiên âm thầm cười Bị mình dở một chút chiêu trò Quan hệ sở bạch cùng hướng mộ nhang Đã biến thành người lạ rồi Mà độ thiện cảm của hướng mộ nhang đối với mình Lại có 10 điểm So sánh cùng nhau Vị trí bây giờ của mình có lợi hơn Nhưng mà Vương Hạo Nhiên cũng sẽ không xem thường sở bạch được hào quang của nhân vật chính hộ thể không dừng rất nhanh có thể để thiện cảm của hứa mộ nhan quay lại hào quang nhân vật chính của sở bạch mới giảm 20 còn rất xa mới đủ vương hạo nhiên kiểm tra bản số liệu thuộc tính của mình một chút ký chủ vương hạo nhiên điểm chiến lực 89 điểm mị lực 198 hào quang phản phái 119 điểm phản phái 400 kỹ năng không 99 điểm hào quang phản phái khi trước đã biến thành 119 tăng lên một chút rồi. Mà từ trước cho tới bây giờ, Vương Hạo Nhiên đã tổng cộng thu được 500 điểm phản phái. Tuy nhiên, lúc kiểm tra thông tin sở bạch đã tiêu hao 100, bởi vậy chỉ còn dư 400. Còn chưa đủ mở ra thương trường hệ thống, cần phải cố gắng hơn. Nghĩ dữ tiết, Vương Hạo Nhiên kêu ba tên tiểu đệ vào trong góc nói chuyện. Lão đại, hôm qua chúng tôi sợ sốt Trước đây chỉ nghe nói hắn đánh nhau rất là được, thật không ngờ lợi hại đến như vậy, chết tiệt mà. Lão đại, hôm nay tan học xong tôi gọi thêm một ít anh em, nhất định đánh sở bạch thành đồ heo. Phạm Thông và Tần Thọ Sinh đều oán hận nói. Đều im miệng đi. Vương Hạo Nhiên quát to, dựa theo cách mà hai người làm, Vương Hạo Nhiên có thể khẳng định không đối phó được sở bạch. Vì cái gì? Bởi vì đây chính là tình huống của nội dung truyện do tên tác giả ngu ngốc viết ra mình mà làm theo hướng đi của truyện nhất định là xong đời. Trước đó, lão đại có nói với tôi, không được lão đại cho phép thì không được đồng thủ với sở bạch. Hai người các cậu đừng có nói chuyện này nữa. Phạm Kiếm nhìn Phạm Thông cùng Tần Thọ xin nói, chẳng lẽ cứ để im như vậy sao? Phạm Thông sững sờ tất nhiên là không rồi. Vương Hạo Nhiên cười lạnh nói, thì ra lão đại đã có biện pháp đối phó cùng sở bạch, ai ủi. Thần thọ sinh cười một tiếng Động đến vết thương cũ trên mặt Đau đến nhe răng trợn mắt Việc này còn phải xem vào các cậu Vương Hạo Nhiên nói Lão đại à cứ, Lão đại cứ nói đi Ba tên tiểu đệ bày ra tư thế như nguyện ý Xong pha khỏi lửa Các cậu đến nói với giáo viên Nói là vừa mới Bị sở bạch đánh xong Vương Hạo Nhiên thản nhiên nói Được Lão đại chúng tôi lập tức đi, ờ à, cái gì lão đại nói cái gì cơ nói cho giáo viên phạm kiếm lập tức nhanh miệng cắt ngang nhưng mà vừa nói được nửa câu liền thấy có gì đó không đúng lập tức choáng váng phạm thông cùng tần thọ sinh đều ngây ngốc vương hạng nhiên mặc dù là học sinh nhưng hết sức nổi tiếng hắn còn có thân phận là phú nhị đại phạm thông phạm kiếm cùng tần thọ sinh là ba tên tiểu đệ dưới trướng của hắn giờ vậy mà có thể ngang nhiên trong trường học bọn hắn cực kỳ sĩ diện cho dù là bị đánh cũng sẽ không lựa chọn mách giáo viên hay người nhà. Hành động như vậy là không có cốt khí. Hơn nữa, lão đại của mình cũng không cần mặt mũi hay sao. Mặc dù là phú nhị đại, giải quyết mâu thuẫn đều bằng đầu óc không bằng vũ lực. Bây giờ lại muốn đi mách giáo viên thật là mất mặt. Vương Hạ Nhiên nhìn ba tên tiểu đệ đang không hiểu gì, lên tiếng nói. Làm sao? Nhìn tôi như vậy làm gì? Trong đám bạn học có vài tên Mỗi khi xảy ra chuyện Đều đi nói với giáo viên để giải quyết Đây là phương thức xử lý tốt nhất Chẳng lẽ các cậu kêu tôi Thuê đám xã hội đen đi chém hắn ta sao Tôi thèm vào Ta là phú nhị đại Từ nhỏ được giáo dục tốt Học giỏi nhiều mặt Là học sinh có thành tích học tập xếp trong 10 hàng đầu của toàn trường Cũng không phải đụng cái gì đều thuê xã hội đen Phạm Kiếm, Phạm Thông cùng Tần Thọ Sinh liếc nhau Không thể cãi được chữ nào Lời này hoàn toàn không có kẻ hở Vậy là ba tên tiểu đệ vác mặt sưng vụ Dắt tay nhau vào văn phòng Tiếng chuông vào tiết học vừa mới vang Sở bạch liền bị phó chủ nhiệm phòng giáo dục hung thần ác sát gọi lên Lát sau một người mang giày cao gót Mang theo mắt kính có giá trị cao Một mỹ nữ xuất hiện trong phòng học Đây là Tống Trinh Vũ 24 tuổi Là giáo viên chủ nhiệm lớp dạy kèm tiếng Anh Tuy cô rất trẻ trung nhưng tính tình nóng nảy, năng lực dạy học sinh cũng hết sức ưu tú, chất lượng học sinh trong lớp rất cao. Lúc cô điểm danh phát hiện lớp thiếu đi 4 người trong tiết, vì vậy lập tức nổi cống một chút. Hiện tại đang học cấp 3, thời gian ngắn ngủi gấp gáp, lại giam vắng mặt đúng là không thể tha thứ. Các học sinh trên lớp đều mơ hồ có thể nhìn thấy trên đầu nữ giáo viên xinh đẹp này sắp toát ra lửa. Nhưng mà Tống Trinh Vũ cũng vô cùng xinh đẹp. Mỹ nữ quả là mỹ nữ Dù có nổi giận cũng là xinh đẹp Vương Hạo Nhiên cảm thán trong lòng Nhưng rất nhanh đã có ý nghĩ Giáo viên Tống này Sẽ không phải là một trong những nữ chính chứ Nhân vật chính có dị năng thấu thị Hơn nữa còn là học sinh Dựa theo hướng này Một giáo viên xinh đẹp như thế này Sẽ không thoát được tay của nhân vật chính Kết thúc tập 1 của bộ truyện siêu cấp đại phản phái. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.